Nào bây giờ cùng trở lại với giờ vàng thể thao và tôi không để cho quý vị chờ đợi lâu thêm nữa. Rõ ràng là tôi muốn công nghệ phần mềm GPT được quan tâm nhất hiện nay giải đáp vụ xung đột tài trợ giữa Hoàng Anh Gia Lai và ban tổ chức giải V-League trong tuần qua. GPT đọc và tổng hợp hàng triệu tài liệu trên mạng và từ đó tổng hợp, tư duy phân tích để có thể trả lời mọi câu hỏi hóc búa nhất. Dù biết thế nhưng tôi vẫn bất ngờ vì câu trả lời nhận được chỉ sau có vài giây thôi. Phần mềm lập tức đưa ra một list gồm có 7 điểm để giải quyết vấn đề này. Từ chuyện tìm hiểu căn nguyên của vấn đề, có thể là do bất đồng hoặc do hiểu nhầm giữa hai bên, vân vân và vân vân. Kế đến là giải pháp thì luôn luôn là đối thoại được xếp ở đầu tiên. Đối thoại luôn là cách cơ bản nhất để giải quyết những vụ xung đột như thế này. Cả hai bên ngồi lại, bàn bạc, bình tĩnh và tôn trọng lẫn nhau. GPT đã nói nguyên văn là như vậy. Thứ ba là bày tỏ mong muốn rõ ràng của cả hai bên, trách nhiệm trong tương lai. Và bốn là nếu hai bên không thể nói chuyện với nhau để tìm được tiếng nói chung thì nên có người trung gian. Và điều này là rất quan trọng. Ôi trời, có 7 điểm nhưng đến đây thì tôi đã không thể tin được bởi vì tôi biết rất rõ vụ việc này từ lúc nó xảy ra cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Những gì mà GPT nói đến gần như tuyệt đối chính xác những gì đã xảy ra trên thực tế. Kể cả khi đối thoại bế tắc thì đã có một người trung gian xuất hiện để kết nối giữa hai bên. Thực tế cũng đúng như vậy. Và tôi bắt đầu nể GPT rồi đấy. Nhưng trong cuộc đối thoại với anh chàng trí tuệ nhân tạo này, tôi vẫn còn thử thách thêm một câu nữa. Liệu tôi có nên đưa vấn đề này lên mạng xã hội để tìm kiếm giải pháp hay không? Và đây là câu trả lời của AI. Tìm kiếm giải pháp trên mạng xã hội có thể cũng được, nhưng hãy cân nhắc vài điểm. Mạng xã hội có thể giúp bạn tiếp cận lượng khán giả lớn và có thể tìm được lời khuyên từ những người có kinh nghiệm liên quan. Nhưng hãy nhớ rằng, mạng xã hội không phải là nơi tốt để chia sẻ những câu chuyện cần giữ kín và có tính chất nhạy cảm liên quan tới luật lệ. Thông tin phản hồi ở đây nhiều khi không chính xác và không đáng tin cậy. Dù tôi không tin rằng giải pháp của trí tuệ nhân tạo là hoàn hảo, nhưng chỉ cần làm đúng theo như thế này thôi thì vụ việc cũng đã được giải quyết từ lâu rồi. Nhưng đây mới là những gì thực sự diễn ra. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, VPF đã tổ chức hội thảo công tác chuẩn bị giải bóng đá vô địch quốc gia 2023 vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Tại đây, dự thảo điều lệ giải cũng được trình bày với đại diện các đội bóng, trong đó có quy định về ngành hàng độc quyền nước tăng lực. Tiếp đó, VPF gửi dự thảo để xin ý kiến các câu lạc bộ. Vào ngày 16 tháng 1, đại diện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tham gia ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam đồng ý với bản dự thảo điều lệ mùa giải mới. Trong ngày 17 tháng 1, VPF chính thức ban hành điều lệ giải bóng đá vô địch quốc gia NAIOP 2023. Trong đó có quy định các câu lạc bộ không được khai thác tài trợ với các nhãn hàng và ngành hàng cạnh tranh với nhà tài trợ chính của giải. Chỉ đúng một ngày sau đó, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi công văn tới VPF thông báo về nhà tài trợ mới có ngành hàng là nước tăng lực. Ngay lập tức, VPF gửi công văn đề nghị Hoàng Anh Gia Lai không sử dụng hình ảnh nhãn hàng nước tăng lực mà đội bóng này đã ký kết. Sự việc diễn biến phức tạp khi hai bên không tìm được tiếng nói chung sau buổi gặp mặt vào ngày 28 tháng 1 giữa đại diện VPF và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do thiếu ý kiến từ nhà tài trợ. Kịch tính lên cao khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi công văn vào ngày 30 tháng 1 thông báo Hoàng Anh Gia Lai nhiều khả năng không tham dự V-League 2023 do không đủ tài chính duy trì hoạt động vì câu lạc bộ phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu của nhà tài trợ hiện tại. Vấn đề chỉ thực sự được giải quyết khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi công văn trong tối ngày 1 tháng 2 đề xuất nhiều phương án gỡ bỏ các khúc mắc về vấn đề nhà tài trợ. Đáng chú ý nhất là việc đội bóng này đề xuất không để chữ nước tăng lực bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt xuất hiện. Hoàng Anh Gia Lai chỉ quảng cáo bằng logo của nhà tài trợ. Trong sáng ngày 2 tháng 2, VPF gửi công văn thông báo đồng ý với những đề xuất từ phía đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Tới đây, xung đột giữa nhà tài trợ của giải và nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã được giải quyết. Đã có hàng trăm những tranh luận khác nhau về tính thời điểm hợp đồng của Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu khi nào, hiệu lực của điều lệ V-League thì là từ đâu. Nhưng không thể phủ nhận một thực tế là VPF không có ý định đánh úp các cổ đông của mình bằng những quyết định bất ngờ. Việc sẽ có những nhà tài trợ độc quyền ngành hàng trong mùa giải năm nay đã được thông báo công khai, sau đó điều lệ giải ghi rõ, chuyện đó thì được gửi đi tới từng đội bóng. Và nếu như đúng thời điểm 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 1, đại diện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không phản hồi về điều lệ giải với một tin nhắn có nội dung nguyên văn như thế này: tôi đồng ý, cảm ơn anh Khôi. Anh Khôi tức là ông Dương Nghiệp Khôi, tổng thư ký VFF, thì mọi chuyện chắc chắn đã khác hoàn toàn. Chỉ cần một phản ứng của Hoàng Anh Gia Lai thôi,
mọi quy trình sẽ được xem xét lại. Nhưng thực tế đây không phải là lần đầu tiên. Nhiều đội bóng đã không rà soát kỹ càng các văn bản nhận được để nắm các quy định trong sân chơi mà mình tham gia. Nhưng điều tệ hại hơn là việc phát ngôn trên truyền thông hoặc mạng xã hội thường đi song hành, thậm chí là đi trước cả khi các bên ngồi lại với nhau, như một động thái là gây sức ép và nó để lại những hình ảnh chẳng vui vẻ gì cả. Ngay sau khi có những xung đột quyền lợi xảy ra, song song với những công văn chính thống, vụ việc lập tức được đưa lên mạng xã hội để tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng online và cống hiến món ăn yêu thích cho Facebook, đó là tranh cãi. Những phát biểu của người đứng đầu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không biết có đúng hay không, nhưng cũng được đưa lên mạng xã hội và nhìn nhận dưới nhiều góc độ khá khiêu khích và tiêu cực. Giữa cơn bão mạng đó, chẳng ai đẹp mặt gì. VPF và VFF là những kẻ độc quyền vô lối, chèn ép các đội bóng, thậm chí là họ là nguyên nhân thụt lùi của bóng đá Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai thì là đội bóng chỉ đá cho vui, suốt ngày đòi bỏ giải. Nhà tài trợ Sâm Ngọc Linh thì tệ nhất, họ chẳng liên quan gì cả. Họ bỏ tiền tỷ ra để tài trợ cho một giải đấu, bây giờ bị hẳn một phong trào đòi tẩy chay, bêu xấu và vẫn không hiểu tại sao. Nếu như tất cả những năng lượng tiêu cực của những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội có thể biến thành số lượng khán giả mua vé vào sân, lấp kín các khán đài của sân Pleiku trong mùa giải tới, nó có thể biến thành tiền để mua các vật phẩm lưu niệm của Hoàng Anh Gia Lai, thì có khi họ cũng chẳng cần đến một nhà tài trợ mới mà vẫn sống khỏe ấy chứ. Thôi, quay trở lại với bản chất của vấn đề chúng ta đang nói tới. Bản chất của nó là gì? Chuyện các nhãn hàng tài trợ cho các giải đấu thể thao và cố gắng đàm phán trả nhiều tiền hơn để duy trì hình ảnh độc tôn và duy nhất của mình ở đó là chuyện cực kỳ bình thường trên thế giới bấy lâu nay. Mỗi giải đấu lại có quy định hướng dẫn chi tiết khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh quốc gia hoặc quy mô của giải đấu đó. Có thể xu hướng độc quyền tuyệt đối bây giờ ngày càng ít đi, nhưng độc quyền như thế nào, ngoại lệ ra sao luôn được quy định rất rõ ràng và công khai, đồng thuận và đã đồng thuận thì phải chấp hành. Dù với quy mô của bản hợp đồng tài trợ hiện tại, hội đồng quản trị công ty VPF có quyền thay mặt các cổ đông để quyết định ký hay không. Nhưng phải khẳng định rằng cổ đông của công ty cũng toàn những tên tuổi đầy tiếng nói cả. Câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Hải Phòng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định. Bất cứ một ai không đồng thuận thì muốn làm những điều ép uổng cũng khó mà thành được. Bằng sự đồng thuận và góp sức của các cổ đông, hay nói cách khác là chính các đội bóng, các cổ đông mà. Tất nhiên, trong đó có cả Hoàng Anh Gia Lai, VPF trong vòng 5 năm qua đã thay đổi đáng kể diện mạo của V-League. Từ một giải đấu mà bản quyền truyền hình gần như cho không, bây giờ là hơn 2 triệu đô la mỗi mùa giải. Hợp đồng tài trợ mới cho năm 2022 và 2023 cũng tăng 1 triệu đô la so với 3 mùa giải trước đó. Tiền thưởng của các đội bóng trong mùa giải năm nay tăng gần gấp đôi và phần hỗ trợ cho các câu lạc bộ cũng tăng 1,5 lần. Các đội bóng V-League chỉnh trang diện mạo và thu hút khán giả khác hẳn. Cứ nhìn vào các mặt sân của Hải Phòng, Nghệ An, Bình Định, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể nhận ra luôn và so sánh được với quá khứ. Hoàng Anh Gia Lai cũng là một trong đội bóng từng đi đầu trong việc triển khai mô hình chuyên nghiệp trong bóng đá Việt Nam. Và năm nay, dù để rất nhiều những trụ cột và ngôi sao của mình ra đi, họ vẫn xoay sở để ký được một nhà tài trợ mới có giá trị hơn cả chục tỷ đồng so với nhà tài trợ trước. Tất cả đều thành công đấy chứ. Mạng xã hội trong vụ việc này đã không hề bày tỏ sự tôn trọng giữa các bên, như là trí tuệ nhân tạo GPT có đề cập tới như một giải pháp để giải quyết vấn đề. Mạng xã hội như thường lệ đã tạo ra những mâu thuẫn, những sân si đúng sai rất nhỏ nhặt và cản trở các bên giải quyết vấn đề theo cách chuyên nghiệp nhất. Tôi đã theo dõi khá sát những diễn biến hậu trường của vụ việc này và có thể khẳng định với quý vị rằng việc này lẽ ra đã được giải quyết từ sớm nếu không có những sự cố chấp về câu chữ đúng sai đến mức khó tin. Nhưng rồi quý vị sẽ thấy, mọi việc coi như đã xong. Cơ bản thì trong mùa giải này, Carabao ở V-League sẽ không phải là nước tăng lực. Họ còn nhiều sản phẩm khác. Nhưng những góc nhìn đầy hiềm khích và tranh cãi sẽ luôn bủa vây Hoàng Anh Gia Lai vì đó là cách yêu thích của truyền thông trên mạng xã hội. Họ thích những sự tranh cãi, hay cũng có thể đó là cách được lựa chọn của một bộ phận truyền thông đội bóng này.